Dạ, xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Hiện tại em đang có mặt tại cầu vượt Ba Làng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10. Hôm nay thì em vẫn tiếp tục cùng anh Khương và mọi người đi đến cái địa điểm này để trao quà cho quà với bánh cho bà con trên đường trở về quê. Dạ, hôm nay là so với mọi ngày, hôm nay là lượng người đổ về các tỉnh miền Tây đã ít hơn rồi quý khán giả. Nhưng mà hôm qua cũng có một số đoàn từ thiện đến trao bánh với là trao nước cho bà con, nhưng mà hôm nay thì chỉ còn mỗi đoàn của tụi em thôi. Đó, mặc dù ít nhưng mà vẫn có khá là nhiều. Đây, bây giờ hôm nay thì vẫn có những cái phần bánh như này quý khán giả, bánh và nước cho mọi người. Không có rồi ạ? À? Dạ, ông lấy thêm hả? Tới Cà Mau. Dạ, ông về Cà Mau lần nữa. Dạ, ông đi. Dạ, từ đổ xăng hết xăng. Ông hết xăng hả? Dạ, đây để con gửi. Ông ở Cà Mau lần hả? Con chào không đâu, sao không không đưa ông về? Trời ơi trời, con cháu gì nó ở dưới, nó kẹt ở dưới trên, nó không lên được. Kẹt ở dưới hả? Trời, ông năm nay bao nhiêu rồi, ông chạy về nổi không? 70 tệ đó. Dạ. Trời ơi, khổ quá cô ơi. Thôi để con gửi ông. Ông đi cẩn thận nha. Ông xe ông hết xăng. Thôi. Hôm nay trời sắp mưa rồi. Ở đây có con nít luôn. Em gửi. Đây khẩu trang áo mưa luôn. Có lấy sữa cho bé. Có sữa không? Đây khẩu trang áo mưa luôn. Biên. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, anh chị đi đường cẩn thận. Trời ơi, con nít. Tội ha. Anh chị đi cẩn thận nhé. Dạ. Rồi. Ngồi đúng con. Đi cẩn thận nhé. Dạ. Đi cẩn thận. Bye bye. Cưng quá à. Sáng nay là còn có nguyên một đoàn người đi bộ luôn đúng không anh? Đang múa mà, nhưng đấy là mọi người đã test chưa ta? Không biết, nãy kia nãy Khương điều tra bắt. Đang chờ mỗi người test anh. Hôm qua nay nói chung là mặc dù là cũng có thông tin nhiều ở trên mạng, nhưng mà vẫn có rất là nhiều người họ không có nắm được cái vấn đề là mình phải có giấy xét nghiệm nguyên giả. Mình muốn về quê mình phải có cái giấy xét nghiệm âm tính thì mình mới đi qua các trạm được, còn nếu không là mình sẽ bắt buộc phải quay đầu. Đó, nên là qua nay vẫn có rất là nhiều người đi đến đây rồi mới biết là phải có giấy xét nghiệm. Sau đó là phải quay ngược trở lại đi xét nghiệm rồi đi tiếp. Ở đây, nhưng mà cũng may cái là ở gần đây có một cái trạm xét nghiệm. Rồi nhưng mà cái giá xét nghiệm cho một lần như là 300 đúng không anh? 300 ngàn. Nói chung cũng khá là cao. Với nhiều người thì em nghĩ cái giá đó họ cũng không có tiền, không biết họ xét nghiệm sao. Có miễn phí đâu nhỉ. Đây cho em gửi ạ. Chị có bịch đông có bỏ được không? Đây. Thì bỏ vào giúp em nha. Có cái bịch này bỏ cho nó dễ. Đây, cái này giờ đang mình đi qua đây. Đây quý khán giả bên này đây, mọi người, đây là những người mà họ đi bộ. Sáng lúc anh Khương chưa ra là mọi người ra trước là thấy một đoàn đang đi bộ về, nên là mọi người kêu ghé lại để nghỉ ngơi rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe rồi đã xét nghiệm hay chưa. Rồi có ai cần thì anh Khương sẽ hỗ trợ cho bà con. Rồi, không biết họ đi về đến tận đâu anh?
Bạc Liêu à? Bạc Liêu, Kiên Giang. Anh quằn ngược lại luôn đó nha. 300.000 một người á. Ghê quá hả? Đấy bạn giả đây là người. Họ không biết là có phải test trước khi mà đi về nên là. Ủa ở đây nó không có test ta. Đi lại đi bộ nó mới bắt test. Đi xe qua luôn, khỏi test. Qua luôn hả? Mọi người có bánh chưa? Cầm bánh mang theo anh này. Có rồi hả? Nãy đầu tiên test không ta? Thôi nói chứ mình cứ phải test cho an toàn mọi người. Rồi bây giờ được dạ? Đây là bên mình chở mọi người đi quay ngược trở lại để đi test đi. Tại đông quá đang có mấy người, chắc là chở xe này cho mọi người quay lại test luôn nhá. Ngồi xe ba gác chứ tại mình cũng chưa xét nghiệm không biết như thế nào. Hết rồi hả? Hết bánh rồi. Đi lấy bánh về trao chứ. Tưởng hôm nay ít chứ mà sáng giờ cho cũng gần hết rồi nè. Hôm nay về đông hôm qua hả? Về đông hôm sáng giờ xe đông lắm. Dạ chú không không á. Tưởng hôm nay ít hơn nhưng cuối cùng lại đông hơn. Cho con gửi bánh ạ. Dạ, cảm ơn cô. Trời. Cho con gửi bánh ạ. À, cảm ơn chú. Cho con gửi bánh cô ạ. Mình về đâu rồi cô? Tiền Giang. Tiền Giang rồi hả? Sửa luôn, em bé luôn. Rồi, có em bé nữa này. Về đâu vậy chị? Tiền Giang chị. Tiền Giang à. Bé mà. Trời ơi, bé vậy là về là giả 200 bánh nước luôn. Bánh luôn, bánh luôn. Có áo mưa chưa anh? Đây, đằng trên mưa hả chị? Rồi, cho em gửi. Rồi, ba mẹ con về đâu lần đây? Rồi, cho em. Bánh chưa? Có bánh chưa hả? Có rồi. Đây nè, đây, cho em gửi 2 phần bánh. Đi về cẩn thận nha. Cho em gửi 2 phần bánh. Đấy. Giờ chị nghe giọng mới biết Nguyệt. Cá nhân hôm nay có vài anh bên đoàn khác không có trao bánh trái nhưng mà người ta cho mặt tiền mặt trực tiếp để bà gửi bà con đi về quê đổ xăng. À, anh em quay có sao không anh? Em xin phép quay có sao không ạ? Dạ.
như này thôi. À, với lại có ai đó, tấm lòng à, đúng rồi, ai khó khăn thì nhiều hết, tôi có tấm lòng. Dạ, đúng rồi, ai nhiều, khó khăn nhiều thì ít, không có thì gửi gắm những người phương xa. Thì nói chung là chung tay thôi. À, đúng rồi, chung tay mỗi người chia sẻ một chút. Dạ. Con đi tìm lâm chỗ. Dạ. Đi xuống hướng Đồng Nai cho. Dạ. Có mấy anh cơ động quắt lại. Quắt lại cho mình. Rồi sao? Ok hết chưa hả? Con mừng quá. Đây chiếc xe. Nó chạy đi tết chưa? Đây là mấy anh chị lúc nãy hồi sáng có dừng lại để đợi đi test. Hôm nay thì đây là những cô chú anh chị bạn trẻ sáng hồi sáng có đợi ở đây để đi test khuyến giả thì bên em mới đưa mọi người đi test về xong, bây giờ trở lại cái điểm này thì có các anh ở bên này anh sẽ hỗ trợ tiền xăng xe để mọi người trở về quê luôn. Rất là quý luôn quý khán giả, nói chung là mỗi người một ít. Hy vọng bà con sẽ bình an trở về quê. Ở đây thực đây là những cái đoàn mà hồi sáng là đi bộ luôn mọi người. Họ không có xe để đi. Nên là đi bộ từ sáng đến đây thì được mọi người kêu lại. Đợi hỏi xem là đã test chưa, rồi cũng chưa có ai test rồi. Bên An Khương mới hỗ trợ cho đi test rồi, bây giờ mới quay trở lại. Mọi người test xong hết rồi hả? Dạ. Test xong hết rồi đúng không ạ? Âm tính hết luôn rồi đúng không ạ? Tính hết luôn mọi người luôn. Dạ dạ. Vậy là mừng rồi. Ủa nhưng mà mọi người là về đâu vậy chú? Đây có 3 người về Bạc Liêu là hai chồng đứa cháu với tôi là về Bạc Liêu, còn ở đây là về Kiên Giang. Kiên Giang với Bạc Liêu không ạ? À? Ủa sáng là mọi người đi bộ đến đây luôn đấy hả? Đúng rồi, tôi ở trên chợ đầu mối Thủ Đức á. Đi mà mình không có xe hay là sao? Không, sao? Không có xe nào luôn hả? Xe máy không có. Lúc lên trời. Đi xe đò. Dạ, vậy là lúc về không có xe cộ gì hết. Rồi có mấy đứa bé. Bây giờ xét nghiệm âm tính rồi là đỡ, bây giờ chỉ có đợi là kiếm xe để hỗ trợ đưa cho mọi người về quê nữa là được. Dạ không, chỉ có bánh thôi ạ. Chỉ có bánh, mình ăn tạm bánh chứ. Ăn bánh thôi, không có cơm đâu. Bây giờ cứ có bánh thì có đi. Dễ thương đỡ không? À, mỗi mấy người anh có chị tâm lòng khác nhau thì mỗi người có cái cách chia sẻ với cái tấm lòng của mình với lại cả con thì tất cả đa số là những bà con mà di chuyển mà về quê ấy, thì nằm trong cái tình trạng là khó khăn, cho nên là có rất là nhiều những cái cách mà hỗ trợ và giúp đỡ khác nhau. Bánh sữa ơi, cô chú anh chị ơi. Đây, cho con gửi cô chú. Mọi người đi cẩn thận ạ. À. Dạ. Rồi, hết rồi quý khán giả. Bây giờ chắc phải đợi đợt bán tiếp theo về rồi mình sẽ thêm vô thêm quà. Hôm nay em tưởng ít hơn hôm qua, cuối cùng lại đông hơn. Hôm qua 2-3 đoàn thì là ít người. Hôm nay có mình thì quá trời luôn. Thôi kệ, cũng không sao. Chút nữa về thêm. Cảm ơn quý khán giả.
Cảm ơn Nguyễn Nhỏ rất nhiều, hẹn lại mọi người trong những clip tiếp theo.